Hoa Kỳ công bố kế hoạch du lịch hàng không mới cho công dân nước ngoài bắt đầu từ tháng tới. Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã vạch ra các chi tiết mới về kế hoạch cho phép các công dân nước ngoài đã được tiêm vaccine COVID-19 đến Hoa Kỳ bắt đầu từ ngày 8 tháng 11, bao gồm các chi tiết về loại vaccine nào sẽ được phép và ai sẽ được miễn trừ các yêu cầu. Theo cơ quan CDC, các loại vaccine được phép bao gồm vaccine hiện được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt hoặc cho phép sử dụng khẩn cấp, tức là vaccine Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson, cũng như loại vaccine COVID-19 mà đã liệt kê được sử dụng khẩn cấp bởi Tổ chức Y tế Thế giới, chẳng hạn như là AstraZeneca Oxford. Công dân Hoa Kỳ chưa được tiêm phòng và thường trú nhân hợp pháp và khách du lịch sẽ cần cung cấp kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính được thực hiện trong vòng một ngày trước khi đi. Trẻ em dưới 2 tuổi không cần phải kiểm tra. Nếu một đứa trẻ từ 2 đến 18 tuổi đi cùng người lớn đã được tiêm phòng, cần xét nghiệm trong 3 ngày trước khi khởi hành. Hướng dẫn mới sẽ yêu cầu tất cả các hãng hàng không bay vào Mỹ lưu giữ thông tin liên lạc để truy tìm liên lạc và chuyển giao kịp thời cho CDC khi cần thiết. Nhà Trắng cho biết các quy định mới sẽ được áp dụng theo cách tiếp cận theo từng giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên sẽ bắt đầu vào đầu tháng 11 và sẽ cho phép những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ vào Hoa Kỳ vì những lý do không thiết yếu như là thăm bạn bè hoặc du lịch đi qua biên giới đất liền của Hoa Kỳ. Giai đoạn thứ hai sẽ bắt đầu vào đầu tháng 1 năm 2022 và sẽ áp dụng yêu cầu tiêm chủng cho tất cả khách du lịch nước ngoài đến.